Huyền kìa, Huyền ai? Đâu, ai là Huyền ấy? Huyền nào ấy? Ai là Huyền? À đây á, Huyền FF đây á. Ui giải chết rồi mẹ. Mình là ai, mình cũng là idol vào. Nếu ai quan tâm mình nhá. Chắc gì quê thế nhờ. Bồm thật ấy. Bàn tiếng cũng là idol mà vào phòng đều ai quan tâm các bạn. Không ai quan tâm, không ai kè. Thế là, thế là mấy thanh niên ở trong phòng phải đéo ai nhận ra mình. Có mỗi cái bà Huyền này, bà ấy xem live mình, bà nhận ra mình ạ. Bịp thật. À nó quê. Quê thật sự luôn anh em ạ. Quá quê luôn anh em ạ.